Công ty Máy Phát Điện Hà Nam xin kính chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh nhá. Đây thì hôm nay em lại tiếp tục mùng 1 xuân sẻ đây các bác ạ. Hôm nay là ngày hôm nay hai đơn. Đấy. Sáng đơn, chiều đơn. Đây vừa đóng cho một bác khách đây. Ở Thanh Hóa đây nhá. Em này bác ấy lấy em xin qua. Đấy. Bên em thì đóng hàng các thứ rất là kỹ lưỡng đây nhá. Đấy. Bọc ni lông các thứ rồi là bìa chống sốc đầy đủ nhá. Đấy. Tận tay về đến các bác cho các bác luôn. Chỉ cần đặt cọc trước 500 em sẽ ship hàng toàn quốc cho các bác đấy. Đọc bóng đóng rất là chắc chắn luôn nha các bác nha. Đấy, nên các bác yên tâm hàng đến tay không một vết xước luôn nha. Đấy. Đây ngoài ra thì còn rất là nhiều máy đây nha. Cho các bác thoải mái lựa chọn nha. Đấy. Ở đây bác các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ một trong ba số điện thoại trên em đang quay trên màn hình nhá. Đấy, máy rất nhiều luôn nha. Shinawa rồi Denso. Đấy, gian ma này, máy chạy dầu nhá. Đấy. Đóng rất là kỹ nha các bác nhá. Đấy thì các bác có nhu cầu về các dòng máy phát điện, chạy xăng, chạy dầu, máy chạy công suất gia đình cũng như là công suất tải lớn thì có thể liên hệ số điện thoại em đang quay trên màn hình ạ, 0967128329. Đây em chào các bác nhá.